Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái combo của Makita bao gồm có máy pin sạc XDT13, bao gồm một máy, một pin, một sạc, một túi xách. Thì giá của nó là 3,4 triệu. Nếu mà anh em lên điện 220 thì 3,5 triệu nha anh em. Và giá này chưa bao gồm phí ship. Rồi, mình sẽ view toàn bộ cho anh em xem. Đây là nó nghiêng thùng, nghiêng cái túi xách từ Mỹ về. Rồi mình sẽ gửi đến anh em xem. Nó nghiêng hộp luôn ha. Đấy. Nói chung là thì cũng cũng khá nhiều nha anh em. Đấy. Rồi, Tùng sẽ gọn lại cho anh em xem. Ok thì nói chung là có một máy, một pin, một sạc hết. Đây. Có cái túi xách để cho anh em đi làm nó dễ hơn nè. Đây, XDT13. Nó là động cơ không chỗ than brushless. Và nó là tốc độ của nó là 3.400 vòng trên phút. Và hàng từ Mỹ về, nó có sản xuất năm 2020 và sản xuất 2019, 2018. Đấy, rồi có một cái sạc này và một cái cục pin pin zin luôn. Nói chung là đồ này là mới 99% hết nha anh em. Mã của Việt Nam là DTD 153 bootleg bootleg. Đấy. Bộ này là 3,4 triệu, là bao gồm máy pin sạc, sạc điện 120V. Và anh em nào muốn 220 thì lên điện là 100.000 là có cắm điện lưới của mình ha. Đây, pin này coi sản xuất ở đâu ta, Singapore nha anh em, pin Sing này. Những anh em nào mua pin 3A thì 900.000 chưa bao gồm phí ship. Thường là nó có cái móc treo luôn. Đấy. Về khoảng tầm khoảng em Tùng về khoảng vài chục bộ nha anh em. Móc treo này, có catalog này. Đấy, bộ nào cũng buộc phải có móc treo, catalog. Và cái sạc này điện 220 là 800.000 nha anh em. Sạc bàn 220 là 800.000, còn 110 120V là 700.000. Đấy. Rồi em sẽ tiếp, tại vì em muốn cho anh em xem nhiều hơn những cái sản phẩm, những cái này ha. Đây, XDT có túi xách có đầy đủ. Hàng Mỹ có chứng nhận UL nha anh em. Đây nữa. Đây. Mình sẽ lôi đại ra cho anh em, tại vì đỡ khỏi phải lựa chọn. Rồi,
em sẽ kiếm cái máy nào em sẽ test cho anh em xem coi cái máy nào nó còn pin. Cho anh em xem nguyên cái đống này cho nó thích. Mình sẽ kiếm cục pin mình test cho anh em xem. Rồi, ok, có pin rồi. Tại vì về thì pin nó chỉ có một nắp thôi. Rồi, Tùng test cho anh em nha. Lực của nó là 170 Newton. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp 1/4 là 6.35 lục giác. Đây. Thì trong này nó có là catalog các kiểu. Catalog này bao gồm có USA này. Đây. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ 0962 232180. Nhờ anh em like giúp em Tùng. Cảm ơn anh em.